Audio kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của T Audio. Ở clip hôm nay thì một clip nóng hổi với một cặp loa SR4735X vừa về với trung tâm của T Audio với tình trạng những cặp loa được đánh giá nằm trong những top đẹp xuất sắc và được thiết kế dòng loa 3 đường tiếng với cấu trúc một bát 40 và một chung một chép. Những model 4735X là dòng được thiết kế cho chúng ta một cấu hình thùng được sơn một lớp gọi là sơn cát, và ở mặt phía trước thì chúng ta nhìn thấy là rất là gấu. Ở đây thì Audio chưa lắp cái lưới e căng và cái lưới e căng của nó đang để ở phía bên này. Đây là chiếc lưới e căng, và những model 4735X là một trong những model mà được rất là nhiều những quý vị anh chị em chúng ta siêu tầm để chơi, một là chơi hay, hai là bày đẹp, và nó lại là được thiết kế dòng loa 3 đường tiếng lại vì nó được thiết kế lại cũng rất là gấu để chúng ta vừa chơi vừa trưng bày trong căn phòng của gia đình.